Singtu Iao Guang có thiết kế bắt mắt, nội thất sang trọng cùng động cơ cơ 4 xi lanh tăng áp dung tích 2 lít, cho công suất tối đa 261 mã lực vừa ra mắt tạo Trung Quốc. Singtu Iao Guang có 4 phiên bản với giá bán dao động từ 167.800 đến 206.800 nhân dân tệ, tương đương 541 triệu đến 667 triệu. Ở đầu xe, thiết kế lưới tản nhiệt dạng đóng phổ biến hiện nay và bổ sung thêm các chi tiết tổ ong nhằm tạo nên sức hút. Phía trên lưới tản nhiệt có tấm trang trí màu đen. Cụm đèn pha được nối liền nhau bởi viền mạ chrome. Cản trước và vòm hốc bánh xe sơn màu đen. Bên hông xe, tay nắm cửa dạng ẩn. Gương chiếu gậu hai tông màu. Ở đuôi xe, cảnh gió trên nóc cỡ lớn với đèn phanh nằm ở giữa. Cụm đèn hậu thiết kế dạng xuyên thấu, ốp đèn hậu màu đen. Kích thước của Singtu Iao Guang lần lượt là dài 4.781mm, rộng 1.920mm, cao 1.671mm, chiều dài cơ sở 2.815mm. Bộ la răng đường kính 19 hoặc 20 in tùy phiên bản. Dung tích bình xăng 65 lít. Sức chứa khoang hành lý 660 lít, có thể tăng lên 1.783 lít khi gập hàng ghế sau. Bên trong khoang cabin, Singtu Iao Guang được trang bị màn hình kép bảng điều khiển trung tâm có thể dùng để điều chỉnh điều hòa hai chiều, vô lăng hai chấu dạng đáy phẳng, bọc da. Toàn bộ ghế ngồi đều được bọc da. Ghế trước chỉnh điện, ghi nhớ vị trí, có thêm thông gió, sưởi ấm, 5 chế độ massage lưng bằng khí nén. Hàng ghế sau cũng có thể chỉnh điện, cửa gió điều hòa. Về khả năng vận hành, Singtu Iao Guang tiếp tục được trang bị động cơ 4 xi lanh tăng áp dung tích 2 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 261 mã lực. Và mô men xoắn cực đại 400 Nm. Hộp số tự động Aisin 8 cấp.